Chipu, từ cục đất sét đến tỷ tỷ đạp gió vạn người thương. Các bạn thân mến, trước khi tham gia đạp gió 2023, Chipu từng là hot girl lấn sân sang ca hát, nhận về nhiều gạch đá của cư dân mạng. Thậm chí cô còn bị đàn chị nhận xét là cục đất sét, không thể mài dũa được. Nhưng từ khi tham gia đạp gió 2023 cho đến hôm nay, Chipu đã tiến thẳng tới chung kết và còn xuất sắc lọt vào top debut. Thành công ngoài mong đợi này khiến khán giả Việt phải có cái nhìn hoàn toàn khác về Chipu và công nhận những nỗ lực, niềm đam mê và sự nghiêm túc dành cho con đường trở thành một nghệ sĩ biểu diễn của cô. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Data News nhìn lại hành trình nỗ lực không mệt mỏi và đáng tự hào này của Chipu nhé! Chipu là một trong những hot girl nổi tiếng đời đầu, nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất ổn. Năm 2017, cô gây bất ngờ khi rẽ hướng sang con đường ca hát, nhưng kỹ năng thanh nhạc lại không được đánh giá cao. Câu nói "từ hôm nay, hãy gọi tôi là ca sĩ" của Chipu từng bị nhiều người đem ra mỉa mai và cười nhạo. Cũng từ đây, Chipu trở thành tâm điểm bị dân mạng cũng như người trong nghề chỉ trích. Dù tạo ra khá nhiều bài hát viral, nhưng gần như sản phẩm nào cũng nhận về vô vàn ý kiến trái chiều. Nếu không phải MV có yếu tố gây tranh cãi thì sẽ là giọng hát của Chipu gần như không hề có sự tiến bộ. Đỉnh điểm là khi ra mắt MV Black XK, con dấu chủ quyền, Chipu bị chỉ trích dữ dội vì MV có nhiều cảnh nhạy cảm. Và một thời gian sau, MV này đã bay màu trên YouTube. Sau cú sẩy chân Black XK, Chipu tiếp tục phải đối mặt với làn sóng tẩy chay chưa từng có khi MV Sashimi ra mắt. Khá khẩm hơn Black XK khi không bị đá bay khỏi YouTube, nhưng Sashimi lại nhận về lượt xem khá thấp so với các sản phẩm khác của Chipu, chỉ đạt 2 triệu lượt xem sau một tuần ra mắt. MV Sashimi cũng bị cho là hạ thấp hình ảnh phụ nữ. Tuy nhiên, xét về một cách công bằng, đa số cư dân mạng cho rằng Chipu có đến 99% tố chất để trở thành một nghệ sĩ giải trí đa năng trong showbiz, bao gồm khả năng khuấy động sân khấu, nắm bắt xu hướng nhanh nhạy, có khả năng phụ đạo và nhan sắc vượt trội. Thiếu sót lớn nhất của cô chính là giọng hát. Sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng để tránh bão dư luận, cái tên Chipu bất ngờ xuất hiện tại đạp gió 2023. Nhưng từ khi tin Chipu tham gia chương trình này mới chỉ là tin đồn, phần lớn cư dân mạng đã kịch liệt phản đối cô đem chuông đi đánh xứ người vì e ngại thiếu sót về giọng hát của Chipu sẽ gây ảnh hưởng tới danh tiếng của các nghệ sĩ trong nước. Khởi đầu của Chipu khi trung tiến không dễ khi bị anti-fan đảo lại hàng loạt bài đăng từng gây tranh cãi của cô để cảnh báo khán giả chung. Nhưng điều bất ngờ lại không ít, CNET lại bênh vực Chipu và chỉ trích hành động của người đào lại quá khứ của nữ ca sĩ. Họ cho rằng Chipu là nghệ sĩ nước ngoài tham dự đạp gió 2023. Nếu không thể ủng hộ thì cũng không nên dìm cô vì có thể sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam tại các quốc gia khác. Trái lại với những nghi ngại của phần đông khán giả quê nhà, Chipu lại có màn thể hiện tốt ngoài mong đợi tại đạp gió 2023. Màn trình diễn đầu tiên tại chương trình, cô mang đến ca khúc Đóa Hoa Hồng với sự đầu tư công phu, nổi bật với màn xe váy trên sân khấu. Đây cũng là tiết mục giúp Chipu thu về một lượng lớn khán giả Trung Quốc lọt hố. Qua từng vòng công diễn, Chipu đốn tim từ các tỷ tỷ tới khán giả theo dõi đạp gió 2023 nhờ nhan sắc xinh đẹp, khả năng làm chủ sân khấu, sự nỗ lực hết mình và sự thông minh khi luôn biết cách làm nổi bật bản thân. Đạp gió 2023 là chương trình biểu diễn theo nhóm, vì vậy những khuyết điểm của mỗi người sẽ được bù trừ khi kết hợp lại. Chipu luôn làm tốt các phân đoạn được giao, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong giọng hát và kỹ năng trình diễn. Thể hiện tốt tại Si Tình giúp Chipu được tin tưởng giao trọng trách đội trưởng ở vòng công diễn 2. Cô nàng mang đến một cú đột phá đầu tiên tại chương trình với sân khấu Rosemary cùng với Cung Lâm Na và Lưu Nhã Sắt. Chipu đã mở màn bằng màn nhào lộn trên không với dây và vòng treo ở độ cao gần 8m, không chỉ khiến các tỷ tỷ ố á thán phục mà Chipu còn trở thành đề tài bàn luận trên Weibo vì độ liều lĩnh và hết mình với sân khấu. Với tính cách thân thiện và trí cầu tiến, Chipu được các tỷ tỷ cưng như cưng trứng. Cô biết mình không giỏi tiếng Trung nên luôn cố gắng trau dồi ngôn ngữ này để trình diễn và giao tiếp với các tỷ tỷ dễ hơn. Chipu cũng được khán giả đầy thuyền mạnh với Amber hay Lưu Nhã Sắt vì những tương tác quá ngọt ngào. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại đạp gió 2023 phải kể đến chính là màn múa cột trong sân khấu Swing, mang về chiến thắng đầy thuyết phục cho cô trước cỗ máy nhảy Tạ Hân. Tới tiến đến đêm chung kết của đạp gió 2023, Chipu lại khiến khán giả lắng động với những màn nhảy đôi cùng Lưu Nhã Sắt. Chưa từng để tụt hạng khỏi top 10, Chipu thành công ra mắt ở hạng 6 chung cuộc của đạp gió 2023. Thành công từ đạp gió 2023 giúp Chipu xây dựng được nền tảng fandom khá vững và chịu chơi tại Trung. Đây sẽ là bước đệm giúp Chipu có được nhiều tài nguyên và khả năng phát triển sự nghiệp tại đất nước xứ tỷ dân. Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi tại sao Chipu lại được yêu thích tại show Trung Quốc. Chipu thu hút công chúng nhờ tận dụng triệt để các ưu điểm của cô trong một game show mang mục đích là tuyển chọn nhóm nhạc.
Thành tích của Chipu tốt lên sau từng tuần tại đạp gió 2023, đặc biệt là vượt qua các tỷ tỷ tại xứ Trung để đứng top 1. Lượng người hâm mộ Chipu tăng đông đảo, trong đó có không ít fan đến từ Trung Quốc. Nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội cho biết, ban đầu họ không hề thích Chipu, nhưng chứng kiến sự nỗ lực của cô tại chương trình này, họ đã bị lay động và trở nên yêu mến. Vì sao Chipu lại thành công tới vậy ở tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng? Có phải showbiz Việt đã quá khắt khe với Chipu? Câu trả lời thực ra vô cùng đơn giản. Game show Trung Quốc mà Chipu tham gia đúng với hình tượng mà cô phù hợp để theo đuổi. Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là nơi các thí sinh thi đấu để chọn ra một nhóm nhạc, qua đó trở thành một idol thần tượng thay vì đứng riêng như một nghệ sĩ. Các tiết mục Chipu thể hiện tại chương trình đa phần đều theo hình thức nhóm. Tại đây, những phần hát cao độ đã có thí sinh khác đảm nhiệm. Chipu chỉ việc phát huy thế mạnh của bản thân, bao gồm sự xinh đẹp, khả năng nhảy điêu luyện và kỹ năng trình diễn cuốn hút. Tại những tập đã phát sóng, có thể thấy giọng hát của Chipu được nhà sản xuất chỉnh sửa kỹ lưỡng. Do vậy, tuy hát tiếng Trung không quá điêu luyện, Chipu không còn quá chênh phô hay hụt hơi trong các tiết mục. Các Chipu đang tỏa sáng giống với nhiều thần tượng Hàn Quốc đình đám khác như Lisa, Blackpink, Jona. Thay vì khả năng ca hát, họ được yêu mến bởi vẻ ngoài, vũ đạo và khả năng rap, nhảy thuần thục. Chipu cũng tận dụng tốt thế mạnh vốn có của cô, đó là tự biến mình thành biểu tượng thời trang tại game show với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong từng trang phục. Trao đổi với phóng viên về sự xuất hiện của Chipu trong show truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Nguyễn Ngọc Long khẳng định đây là một nước đi đỉnh chóp. Chipu đã quá thông minh khi chọn tự biến mình trở thành một đại diện của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tại Việt Nam, người ta có thể ghét cô ấy, nhưng ở góc nhìn quốc tế thì sự ghét bỏ đấy có thể tạm thời đặt qua một bên vì vấn đề màu cờ sắc áo. Trên sóng Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, không ít lần Chipu mang những nét văn hóa Việt Nam giới thiệu với công chúng. Cô mang đến bánh tráng Tây Ninh, bánh cốm và giới thiệu cách nhậu của người Việt, liên tục lăng xê các thương hiệu thời trang trong nước, khẳng định thời trang Việt ngày càng đẹp và cuốn hút. Điều này khiến Chipu giành được nhiều thiện cảm từ phía công chúng. Một yếu tố khác không thể không nhắc đến, đó là nhờ có game show, Chipu kể được câu chuyện mà cô muốn gửi gắm tới khán giả. Đó là một Chipu cần cù, nỗ lực và không bỏ cuộc. Trước đó, người hâm mộ có thể chỉ trích ném đá cô, nhưng khi theo dõi game show, lắng nghe những chia sẻ của cô, chứng kiến những khoảnh khắc cô lao động vất vả, rơi nước mắt, họ dễ mủi lòng và quên lãng. Chia sẻ với Dân Việt, một nghệ sĩ xin phép giấu tên cho biết, tôi từng không thích Chipu, nhưng khi xem cô ấy tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, tôi thực sự khâm phục và bị cuốn hút. Chipu hoàn toàn có thể thành công trong tương lai khi cô ấy thay đổi hướng đi của mình. Thí dụ như kết hợp cùng với một giọng ca hoặc một rapper khác tập trung vào việc biểu diễn. Những thành công tại chương trình đạp gió 2023 đang một lần nữa mở ra cơ hội bước chân vào làng nhạc cho Chipu. Data News xin chúc cho Chipu sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường sắp tới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.